Xin chào cả nhà. Hiện tại là trên tay của Nhân đang cầm là quyết định phê duyệt 1/500 của khu Trần Anh Riverside. Thì thật sự là mấy video trước thì Nhân đã quay về nhà phố, về đất nền và biệt thự cho cả nhà xem rồi. Nhân sẽ để một cái link chung ở dưới cái video này. Thì cả nhà mình cứ kéo xuống một chút xíu ở dưới cái phần mô tả đó, Nhân bỏ cái link vô đó thì cả nhà mình sẽ xem những cái kia. Và bây giờ thì Nhân sẽ nói một chút về cái những cái giấy tờ sổ sách của khu Trần Anh Riverside. Thì tất cả những cái dự án mà cả nhà mình, nếu như mình mua nhà hoặc mua đất cũng vậy, thì hầu như là những cái dự án mới thì nó không có sổ liền, mà đa số là chỉ mới cái xin 1/500 thôi. Tại vì những cái khu đất mới thì bên công ty, bên chủ đầu tư thì họ mua xong thì họ làm luôn, thì cho nên là nó sẽ là một cái sổ tổng của một cái khu vực này, và sau đó thì công ty sẽ xin 1/500, rồi từ lúc đó thì mới tách lô nhỏ ra. Cho nên là đó là một cái lý do tại sao mà những cái khu dân cư những chủ đầu tư lại bán với cái giá rất là mềm, và bán hầu như là bán trên hợp đồng. Ở đây là hợp đồng mua bán chứ nó không có sổ hồng. Thì nó có những cái khu mà nó đã có sổ hồng rồi đó và chủ đầu tư bán luôn, thì hầu như là những cái khu đó cái giá nó sẽ cao hơn những cái khu mà mua bán trên hợp đồng. Thì nếu như mình đầu tư thì nếu như mình mua có sổ cũng được, có sổ thì mình an tâm. Nhưng mà có một cái là có sổ rồi thì mình cái tính thanh khoản nó không có cao nữa nha cả nhà, tại vì pháp lý nó đã vững rồi, thì hầu như là những cái khu đó cái lợi nhuận nó sẽ thấp hơn, tại vì chủ đầu tư bán cao. Còn mình mua những cái khu mà nó chỉ mới có quy hoạch 1/500 mà đang tách sổ, thì những khu đó sau này mình mua đầu tư thì cái lợi nhuận mình rất là cao. Thì Nhân chia sẻ một chút xíu về cái thị trường Bến Lức. Thì hầu như là những cái dự án nó thuộc cái những cái khu vực mà nó giáp ranh vòng vòng cái khu vực thị trấn Bến Lức của tỉnh Long An đó, thì hầu như là những cái khu dân cư nó cũng khá là nhiều, nhưng mà những cái khu dân cư đó bây giờ là cũng đã xong hết rồi, mà chủ đầu tư đã bán xong hết rồi. Và bây giờ nếu như mình tính thời điểm mà đầu tiên những chủ đầu tư bán, bây giờ mình quay lại thì cái tiền lời nó khá là nhiều rồi, tức là cái tính thanh khoản và cái tỷ suất lợi nhuận nó rất là cao. Có những khu dân cư thì nó lên tới 300 hoặc là 500%, tức là nó lên gấp 3 lần tới 5 lần. Thì ví dụ như đó có những khu dân cư chủ đầu tư nhỏ lẻ mua chỉ khoảng 3 triệu thôi, thì bây giờ nó lên khoảng 12 thậm chí là 15 triệu một mét. Đó là điều tất nhiên thôi nha cả nhà. Thì khi mà cái thị trường Bến Lức nó không có những cái khu dân cư mới, thì khi đó là những chủ đầu tư sẽ không có những cái bài PA về cái thị trường Bến Lức nữa. Cho nên là cái thị trường Bến Lức nó đang rất là trầm lắng. Cho nên là khi một cái dự án Trần Anh Riverside thì nó nằm tại vị trí Bến Lức thì cũng ít có khách hàng mà biết tới được. Thì đó cũng là một khó khăn để cho những bạn nhân viên như Nhân và những bạn khác marketing để mà tìm kiếm khách hàng. Thì từ cái chỗ đó thì đâm ra nó cũng là một cái lợi thế rất là lớn, để khi mà những khách hàng đầu tiên biết về những cái dự án Trần Anh Riverside đó, thì lúc đó nó sẽ có một cái lựa chọn thoải mái hơn. Tức là sản phẩm thì nó khá là đa dạng, nên là mình lựa chọn nó thoải mái. Và với cái giá chủ đầu tư ban đầu á, thì bán cái giá nó cũng khá là tốt, khá là mềm so với cái khu vực này. Và cái thứ hai là dự án này đó thì bán nhà với biệt thự, bán đất nền thì đợt trước đã hết rồi. Cho nên là các nhà đầu tư thường ví von một câu á, là đất nền là kênh đầu tư vua. Nó là so với những cái kênh đầu tư khác, chẳng hạn như là căn hộ hoặc là nhà phố và chung cư đó, thì những cái thị trường đó nó lúc nào nó cũng không bằng đất nền. Đó, ví dụ như có một cái khu dân cư nào đó có đất nền là hầu như những chủ đầu tư bán là nó hết, nó không còn nữa. Đó. Còn những cái dự án mà bán nhà hoặc là biệt thự thì nó sẽ chậm lại một chút xíu, nhưng mà nó rồi nó cũng sẽ hết. Nhưng mà một cái lý do bây giờ là có những cái khu dân cư nó bị chết với lý do là chủ đầu tư mua đất nền để đầu tư nhiều quá, thì đâm ra là không có ai xây nhà. Thì từ cái vấn đề đó nó dẫn tới có những cái khu dân cư nó bị chết. Nên bây giờ nhà nước hầu như ra quyết định với cái quyết định mới là khi là lập một cái dự án nào đó thì anh chị đầu tư phải xây nhà trong đó một phần, hoặc là có những cái dự án là
thậm chí là không cho bán đất nền mà chỉ cho bán nhà phố hoặc là chung cư này kia thôi, chứ là không cho bán đất nền nữa. Thì ở cho nên là bây giờ là những cái khách hàng nào mà đã sở hữu đất nền rồi đó thì thật sự phải nói là mua đó, bây giờ mua bán rất là dễ, còn nhà thì nó sẽ hơi chậm một chút xíu thôi. Ví dụ như là bây giờ Nhân sẽ nói về về nhà đi, khi mà nói đất trước nha cả nhà. Nếu như mình mua đất á, thì mình nó có nhiều cái mục đích để mình làm. Ví dụ khi mình mua đất rồi á, thì mình có thể là xây nhà để mình ở theo ý mình, hoặc là mình xây nhà để mình cho thuê, hoặc là xây nhà trọ để cho thuê, hoặc là xây những cái nhà xưởng để mà cho thuê, tức là rất là nhiều mục đích để mình làm. Cho nên là những chủ đầu tư mà bán đất lúc nào cũng thu hút những cái khách hàng đầu tư nhỏ lẻ tới mua rất là nhiều. Còn nhà ở đây thì nó có một cái là khi mình mua nhà đó thì nó đã hình thành rồi. Khi nhà hình thành rồi thì khi mà mình mua bán đó, nó rất là khó cái chỗ là nhiều khi nó bị vướng phong thủy đó, nó có một cái số lỗi nào đó nó không có hợp hướng và không hợp phong thủy với những khách hàng khác đó, thì đâm ra là người ta sẽ không mua, thì mình bán là nó rất là khó. Cho nên là ở đây ví dụ như là khi mình mua nhà thì cái lợi thế mình mua nhà thứ nhất là cái việc hàng mình cần để ở gấp, và thứ hai là mình mua nhà thì mình có thể là mình, nếu mình không ở thì mình cho thuê, hoặc là mình cho thuê trước mắt và sau này mình lớn tuổi mình về hưu đó thì mình có thể về những cái khu này mình ở, tại vì những cái khu này thì nó rất là biệt lập đó, và nó rất là sạch sẽ thoáng mát, và những cái dân cư mà mua nhà mua đất trong đây là hầu như là những cái cũng gần Sài Gòn không à, thì cuộc sống nó cũng rất là văn minh, và khi mình ở chung với hàng xóm như vậy đó thì nó cũng rất là thoải mái. Và cái bán hàng nói về sale một chút xíu nha cả nhà, thì khi mà nhân viên mà bán hàng bán nhà đó biệt thự đó thì thật sự là nó rất là khó bán hơn đất nền nhiều lắm. Và từ cái chỗ khó đó thì có những cái bạn họ cảm giác họ rất là nản thì họ không có chịu bán hàng, cho nên là cũng một cái cơ hội rất là lớn để cho những bạn sale khác mà những bạn nó cố gắng thì những bạn đó sẽ bán được hàng đó, cái kiểu như vậy. Cho nên là chỉ cần những bạn nào mà cố gắng thì bán được. Thì ở đây nhân nói luôn, thật sự là Nhân chia sẻ, tại vì nó cũng khó ở chỗ là nó chủ đầu tư lúc nào bán nhà nó cũng chưa hình thành, là nó chỉ mới thôi, thì bán hàng là Nhân chỉ bán trên bản vẽ hoặc là trên sơ đồ thôi, cái hầu như là khách hàng không có biết về căn nhà của mình đó, cho nên đó là một cái rất là khó để mà khi mà Nhân bán thì bắt buộc là Nhân phải có một cái gì đó tạo một cái cảm xúc, một cái cảm giác, cảm nhận về cái ngôi nhà của mình, về tương lai là nó như thế nào, hình dung được cái khu nó như thế nào và cái môi trường sống như thế nào, thì lúc đó là cả nhà mình mới dám là quyết định mua. Còn như nhà đất thì Nhân bán dễ lắm, chỉ cần có khách hàng xuống là bán hàng thôi, còn nhà thì lúc nào nó cũng khó hơn đó. Nhưng mà thì cũng có những cái khách hàng là hầu như là ở bên nước ngoài đó cũng gọi cho Nhân về hỏi về cái khu Trần Anh Riverside này, tại vì được một cái lợi thế rất là lớn là thích sông, tức là nó nguyên con sông á, với lại nó có một con kênh nó giáp vòng với lại cái khu của mình á, thì đâm ra nó rất là mát mẻ, thì sau này khi mà về hưu rồi ta cũng rất thích ở đây, cho nên là cũng có rất là nhiều khách hàng hỏi Nhân. Thì chủ nhật tuần này là bên Nhân sẽ chính thức mở bán, thì giá cả đâu này kia thì nó đã có hết rồi. Nên ví dụ như sơ đồ nha cả nhà, sơ đồ thì nó có rồi nè, có sơ đồ rồi, và cái bản vẽ thiết kế của ngôi nhà, bản vẽ thiết kế ngôi nhà thì cũng đã có luôn rồi. Thì ví dụ như là ai muốn tham quan khu Trần Anh Riverside thì cứ gọi cho Nhân số điện thoại trên màn hình thì Nhân sẽ dẫn đi xem, hoặc là bận quá thì Nhân có thể gửi Zalo hoặc là gửi mail cho cả nhà trước những cái thông tin này để mình đọc tham khảo, rồi khi mình thấy ok thì mình sẽ đi. Và đây là bản giá nha cả nhà, bản giá cũng đã có luôn rồi. Thì nhà mình là nếu mà chủ nhật tuần này là mình rảnh đi được á, thì cứ alo cho Nhân để mình tham quan. Thì nó có hai địa điểm đón, một địa điểm ở Sài Gòn là đường 82, đường Lê Trọng Tấn của quận Tân Phú, thì cái sàn giao dịch của Nhân nằm ở đó, hoặc là Nhân
những khách hàng nào bên quận 6 hoặc là Bình Chánh này kia đó, thì Nhân sẽ đón ngay chân chỗ cốc mắt Phú Lâm, dòng xe Phú Lâm, thì Nhân sẽ đón ngay chân địa điểm đó. Rồi Nhân xin nói lại là bản giá có rồi. Và ở đây là một cái cuốn sổ, sổ tổng của khu Trần Anh Riverside. Đây nha cả nhà. Còn không nhỉ? Làm số khác. Đó, tức là khi mà nói về cái khu này đó, thì cả nhà mình sẽ thấy được cái khu mình đang chuẩn bị để mình xem, mình tham quan. Thứ nhất và thứ hai, về tất cả những pháp lý là hầu như đã có hết rồi, cho nên khi mình mua cái khu này mình cứ an tâm. Và cả nhà mình cứ gọi cho Nhân số điện thoại hoặc là kết bạn Zalo, Facebook hoặc là Viber, để mình bận quá mình không đi được thì Nhân sẽ gửi thông tin cho cả nhà mình. Rồi khi nào mình rảnh được thì mình cứ đi xem nha. Rồi cả nhà mình hãy cho Nhân một nút like hoặc là chia sẻ những video cho những cái bạn bè của mình mà nếu như mà muốn mua nhà hoặc mua đất tại khu thị trấn Bến Lức và khu Trần Anh Riverside, và mình hãy nhớ bấm đăng ký để xem tất cả những video sau của Nhân, vì Nhân chắc chắn một điều rằng là ai rồi cũng sẽ mua nhà hoặc là mua đất, tại vì đó là một cái nhu cầu thực tế, nhưng mà nhiều khi bây giờ hiện tại là mình chưa có cần, nhưng mà mình cứ bấm đăng ký thì biết đâu sau này khi mình cần thì lúc đó là cứ liên hệ với Nhân. Rồi Nhân xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.